Thưa quý khán giả, thời gian qua, công ty VicoShop đã liên kết với hợp tác xã dừa sáp Hòa Tân ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để xây dựng dùng nguyên liệu cho trái dừa sáp với các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, công ty đã nghiên cứu chế biến thành các sản phẩm kẹo dừa sáp, sữa chua từ dừa sáp sấy, đặc biệt là dừa sáp sợi. Bên cạnh đó, với tâm thế là doanh nghiệp khởi nghiệp, VicoShop còn là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ ở Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung thực hiện hoài bão khởi nghiệp từ công việc cộng tác kinh doanh với VicoShop. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dừa sáp Cầu Kè là đơn vị đã đưa các sản phẩm từ trái dừa sáp Trà Vinh có mặt tại thị trường Nhật Bản và xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ và đàm phán để đưa các sản phẩm sang thị trường EU. Sản phẩm của công ty đã đạt các chứng nhận như ISO, HACCP, FDA, tiêu biểu như dừa sáp sợi, kẹo dừa sáp ba hương vị, dừa sáp nguyên chất, cacao và lá dứa.